Chúng ta cùng tiếp tục với thầy và tôi là Han.vn chuyển sang mục tính chất hóa học của anh amino acid. Để nghiên cứu về tính chất hóa học của anh amino acid, chúng ta dự đoán tính chất của nó thì các bạn phải nắm được cho thầy về cấu tạo của nó, được chưa? Về đặc điểm cấu tạo của anh amino acid các bạn nhớ cho thầy nhé, đặc điểm cấu tạo. Đó là trong phân tử của nó chứa hai loại nhóm chức đúng không ạ? Đó là nhóm chức amino và nhóm chức carboxin, đúng nào? Trong phân tử thì nó chứa hai nhóm chức, chính xác là hai loại chức đúng không ạ, hai loại chức, đó là chức amino chính là NH2. NH2 đây chính là cái anh amin bậc 1 đúng không nào, amin bậc 1. Và cái chức đó là chức carboxin. Đó, nhóm chức của nó là COOH. Đây chính là axit. Chúng ta có thể thấy nhanh đó là gì? Cái anh amin này thì có tính bazơ, còn cái anh axit này đúng không ạ? Thể hiện tính axit rồi. Vậy thì hẳn là cái phân tử amino acid này nó sẽ có tính lưỡng tính đúng không ạ? Vừa có tính axit và vừa có tính bazơ. Kiểm nhá. Thế bây giờ tiếp tục nữa này, sâu hơn một chút nữa đó là về cái anh này có chức NH2. Vậy thì cái anh amino acid này xem rằng là nó có tính chất của anh amin bậc 1 hay là không. Đó, từ đó chúng ta sẽ đi dự đoán về tính chất hóa học. Cụ thể, phần đầu tiên đó là về tính axit bazơ. Tính axit do cái anh COOH gây nên và tính bazơ là do cái anh NH2 gây nên, đúng không ạ? Rồi. Đầu tiên, chúng ta phải biết đó là amino acid là chất lưỡng tính, nó vừa khả năng cho proton vừa khả năng nhận proton. Proton đây chính là H cộng ấy các em, tức là vừa khả năng cho H cộng và vừa khả năng nhận H cộng. Cụ thể như thế nào? Đó là trong dung dịch amino acid nó tồn tại ở dạng ion lưỡng cực như sau. Đây là dạng phân tử của nó là H2NCHCOHR. Các bạn có thể thấy là thầy đang mô tả là về cấu tạo của anh alpha amino acid. Alpha là thế nào? Nó là cái anh NH2 và COOH này nó cùng liên kết với lại một carbon. Các em hiểu chưa? Thế thì bây giờ trong cái phân tử này thì nó sẽ làm sao ạ? À, nó sẽ tách ra H cộng, có đúng không? Nó tách ra H cộng. Đó, amino acid này. H2N CH RCOH thì nó sẽ tách ra cái anh H cộng. H2N CH